Sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I... Vidam sẽ là gốc đài đỏ. Còn bên phía Malaysia sẽ là gốc đài xanh. Hiệp đấu đầu tiên bắt đầu. Ở bán kết thì Quang Thị Thu Nghĩa đã vượt qua vận động viên của Indonesia là Ramawati. Rất tốt, chúng ta đã công nhận đó là một đòn tốt của vận động viên Việt Nam Thu Nghĩa. Chúng ta đã có được 5 điểm. Thêm những điểm số nữa dành cho Quang Thị Thu Nghĩa. Các pha ra đòn rất dứt khoát. Rất hay, một tình huống quật ngã ấn tượng và những điểm số sẽ tiếp tục thuộc về cho đại diện của Việt Nam. Quang Thị Thu Nghĩa, Thu Nghĩa đang có một màn thể hiện rất tốt. Trọng tài công nhận đòn đánh ngã cho vận động viên gốc đài xanh. Valid draw for the blue corner. Vừa rồi điểm cho Mohamed Nasir. Hiệp một kết thúc. Và sau hiệp một thì điểm dẫn đang thuộc về cho đại diện Việt Nam của chúng ta là Quang Thị Thu Nghĩa. Hiệp thi đấu thứ hai. Hiệp hai bắt đầu. Bắt đầu. Lợi dẫn đang thuộc về cho Việt Nam. Thu Nghĩa. Chính xác. Up.
Trọng tài công nhận cho valid draw from the blue corner. Nasir của Malaysia. Tỷ số lúc này là rất xích sao, 16-18. Tài vẫn công nhận đó là một đòn đánh chính xác của Nasir và đội tuyển Malaysia. Đấy, chúng ta tiếp tục bắt đầu. Tòa đã có những nhắc nhở lên cho cả hai. Điểm vừa rồi đã thuộc về cho Nasir. Sau hiệp 2, Quang Thị Thu Nghĩa của Việt Nam vẫn đang có được lợi thế dẫn điểm 20-17. Vậy chúng ta sẽ cùng đến với hiệp thi đấu thứ ba. Thi đấu quy định bắt đầu. Hiệp ba, chúng ta đang có được cơ hội giành huy chương vàng khi đang có được điểm dẫn. Điểm dành cho Thu Nghĩa.
Dropping verification for blue or red. Chúng ta sẽ chờ những quyết định của trọng tài. Trọng tài công nhận là đánh ngã cho đội góc này đó. Valid draw on the red corner. Và điểm số thuộc về cho Thu Nghĩa của Việt Nam. Trọng tài công nhận đội đánh ngã cho đội góc này đó. Valid draw on the blue corner. Đã liên tục có những đòn chân và đều có được những điểm số. 5 second up. Chúng ta đang rất gần với chiến thắng chung cuộc. Nghĩa vẫn đang chơi rất điềm tĩnh. Bây giờ cô đã có được số điểm là 35. Trọng tài góc nhà đó ngã cho đội viên gốc đài xanh. Valid drop the blue corner. Nasir vừa có được điểm số sau một đòn quật ngã. Thời gian không còn nhiều và khoảng cách cũng được xem là khá an toàn cho Thu Nghĩa. Trọng tài công nhận đội đánh ngã cho vận động viên gốc đài xanh. Valid drop the blue corner. Một tình huống phản công chính xác của Nasir. Một cô đang có được cái điểm số rất quan trọng ở trong giai đoạn cuối này. Hết giờ và chiến thắng thuộc về cho Quang Thiên Thu Nghĩa. Rất cảm xúc sau khi cô đã phải đối mặt với rất nhiều áp lực và sự vươn lên trong những giây cuối của mùa Meta Sea. Vận động viên góc đài đỏ chào thắng cô. Fade away.